Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Lục quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm súng trường bắn tỉa Heckler Koch mới. Theo Blog Defense, dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ tiết lộ vào ngày 20 tháng 12, 2018, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 16.5 triệu Mỹ Kim với công ty Knight Amendments Hợp đồng này nhằm tiếp tục cung cấp súng trường bắn tỉa bán tự động M110 cho lực lượng bộ binh, chiến đấu trên các chiến trường của nước ngoài như Trung Đông. Loại súng Semi Automatic Sniper System, súng bắn tỉa bán tự động nhỏ gọn M110A1 mới vào năm 2018. Một loại súng bắn tỉa mới của lục quân Hoa Kỳ linh hoạt, cải thiện lên mục tiêu chuẩn cao hơn. Điều kiện bởi thiếu tá Michael Brenner, Sĩ quan thử nghiệm chỉ huy điều động cuộc thử nghiệm. Bộ tư lệnh kiểm tra hoạt động của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 với 8 tay súng bắn tỉa được giao cho đội chiến đấu lữ đoàn 2 lục quân, sư đoàn 4 lục quân thử nghiệm tại Fort Carson, trong dãy núi Rock Mountain, một phần trong cuộc thử nghiệm do lục quân Hoa Kỳ đưa ra vào mùa hè năm 2018. Loại súng bắn tỉa bán tự động M110 được thiết kế lại với tính năng mới bao gồm tăng độ chính xác cộng với một tính năng nhằm cung cấp sự thoải mái tối đa và để tránh căng thẳng hoặc là chấn thương khác như giảm trọng lượng và hoạt động có hoặc không có bộ triệt theo một bản phát hành của lục quân hoa kỳ tăng cường khả năng bắn tỉa để thực hiện các nhiệm vụ mới mức độ sát thương và khả năng sống sót cao hơn thiếu tá mandy brown cho biết mục đích của cuộc thử nghiệm hoạt động là thu thập dữ liệu hiệu suất và phản hồi của người lính để thông báo quyết định mua của quân đội liên quan tới súng trường. Trong vai trò chỉ huy đội hình để chọn các đơn vị Fort Bliss và Fort Bragg, những thí nghiệm đó chỉ là để kiểm tra phạm vi 800 m của hệ thống bắn tỉa bán tự động. Theo sĩ quan kiểm tra hệ thống bắn tỉa bán tự động của Bộ Chỉ huy Hoạt động Lục quân Hoa Kỳ, Thiếu tá Mandy Brown, xạ thủ bắn tỉa của đội lữ đoàn chiến đấu Sniper đã bắn 8.000 viên đạn từ nhiều vị trí khác nhau, trong khi mặt các thiết bị chiến thuật và các bảo vệ cá nhân cũng như bộ đồ với ngụy trang được thiết kế giống như môi trường như là tán lá, tuyết hoặc cát và các thiết bị cho thời tiết lạnh. Để kiểm tra các hệ thống súng bắn tự động cho phép các lính bắn tỉa bắn, di chuyển và giao tiếp trong môi trường chiến đấu thực tế, họ cũng đã thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc trong bài tập huấn luyện theo tình huống. Những gì họ mô tả là huấn luyện bắn tỉa tốt nhất mà họ nhận được kể từ khi tham dự trường bắn tỉa tại Georgia. Một điểm nổi bật trong cuộc thử nghiệm giữa các xã thủ bắn tỉa là bài huấn luyện tập theo tình huống ngày và đêm. Các đội bắn tỉa đã đọ sức với nhau trên các làng đường chiến thuật trong địa hình tự nhiên và địa hình đô thị để xem ai có thể xâm nhập, phát hiện và giao chuyến với ai trước chúng tôi đã làm điều này bằng cách cho các xạ thủ sử dụng hệ thống theo cách mà môi trường họ sẽ chiến đấu. Thiếu tá Brown nói trong một tuyên bố. Khi làm điều này thì chúng tôi đạt được lợi ích gấp đôi cho lục quân khi chúng tôi thử nghiệm các nỗ lực quá trình thích ứng, đồng thời xây dựng đơn vị, hoặc là trong trường hợp này là sự sẵn sàng bắn tỉa. Nhân viên trung tâm Cameron Canales từ đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 12 lục quân cho biết làng đường của bài tập huấn luyện theo tình huống bắt buộc là một sự cực kỳ tuyệt vời đối với chúng tôi khi lính bắn tỉa trao dồi kỹ thuật giả chiến của họ. Khi chúng tôi bước vào thời kỳ tập trung hiện đại hóa, bây giờ hơn bao giờ hết, mối quan hệ đó có nghĩa là quyết định để bảo đảm chỉ có các giải pháp năng lượng mới tốt nhất có được ở trong tay của những người quân nhân trên chiến trường ở khắp thế giới cũng như ở đất nhà, thiếu tá Brown nói. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2019 đã đề nghị tài trợ cho lục quân Mỹ 46.2 triệu Mỹ Kim mua 5.180 khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động. Với kế hoạch ban đầu là 8.711 súng 7.62mm hạng nhẹ. Và dựa trên thử nghiệm tại Fort Carson, với những người lính có vẻ hài lòng những chương trình này, hoặc là ít ra họ đang hài lòng với cuộc thử nghiệm. Mặc dù nhiệt độ lạnh lẽo xuống với một chữ số, gió giật mạnh và tuyết rơi ướt, những tay súng bắn tỉa thật sự gây nên cảm hứng đáng ghi nhớ về mức độ động lực và nỗ lực cạnh tranh của họ để vượt qua nhau. Trung sĩ Isidro Bardo nói trong báo cáo của quân đội lục quân Hoa Kỳ, M110 là loại súng bắn tỉa bán tự động được phát triển bởi Rick Knight, một phần của công ty Nye Amendment. Vào những năm 1990, dựa trên khẩu súng AR-10, được cấu tạo và các linh kiện của súng 60% giống với khẩu AR-15. Súng được sử dụng bởi các lính bắn tỉa và lính thiện xạ trong lực lượng quân đội lục quân Hoa Kỳ, cũng như nó được dự định sẽ thay thế cho súng bắn tỉa M24. Việc dự tính này gây ra các tranh cãi, mà một trong số đó tỏ ra nghi ngờ về độ chính xác của súng có bằng với M24 trong tầm xa hay không nhưng công ty Night Amendment thì tuyên bố mẫu dân sự là SA25 có độ chính xác là chấm 5 MOA thì với mẫu quân sự có thể tốt hơn nữa với khả năng bắn nhanh trong khoảng cách 2000 feet hoặc là hơn tùy thuộc vào môi trường và kỹ năng của xạ thủ. Kính thưa quý vị, M110A1 có ống hãm thanh tháo lắp nhanh chóng, có thể gắn trên chân chống chữ V để tiện cho việc chiến đấu có trọng lượng nhẹ hơn phiên bản gốc với bắn súng, có thể điều chỉnh kéo dài hay là thu gọn tùy theo cách thức sử dụng của xạ thủ. Súng có hộp tiếp đạn rời loại 10 viên và 20 viên, chế độ bắn bắn tự động và cỡ đạn là 7.62mm với độ giật không quá cao giúp cho M110A1 có khả năng bắn áp chế với hỏa lực dày đặc và tốc độ bắn khá nhanh ở khoảng cách trung bình. Với những tính năng kể trên, đây được xem là khẩu súng bắn tỉa nguy hiểm nhất của lục quân Mỹ hiện nay. Ngoài Mỹ, hiện còn có nhiều nước khác trên thế giới cũng đang trang bị khẩu súng bắn tỉa này trong biên chế của mình, bao gồm vài quốc gia ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, vân vân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính chúc quý vị bản tin hoạt thịnh đống tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay nâng góp ý kiến xin email về Washington DC at tv Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc anh chị em gia đình hướng đạo cùng bằng hữu xa gần chồng cha em và anh của chúng tôi là gấu năng nổ nguyễn tấn phước frank nguyễn đã lìa rừng vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019 nhằm ngày 18 tháng 7 năm kỷ hợi tại Fairfax Hospital Virginia hưởng thọ 62 tuổi linh cữu được quan tại Advent Funeral Services 7211 Lee Highway, Fort Church, Virginia 22046. Chương trình tang lễ thứ sáu, 23 tháng 8, 3 giờ đến 4 giờ 30 lễ phát tang và cầu siêu, 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 bằng hữu thăm viếng phân ưu, 5 giờ 30 đến 5 giờ 50 lễ tiễn biệt gia đình hướng đạo Việt Nam, 5 giờ 50 đến 6 giờ đại diện tang quyến cảm tạ. Thứ Bảy, 24 tháng 8, dành riêng cho tang quyến. 8 giờ đến 8 giờ 30, cầu siêu. 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, di quan và hỏa tán. Tang gia đồng khóc báo, vợ Nguyễn Thị Thu Hồng, trưởng nam Steven Nguyễn, anh Nguyễn Lâm Bá, chị Nguyễn Kim Sa, Nguyễn Cẩm Vân, em Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Tấn Hiếu và Nguyễn Tấn Thảo cáo phó này thay thế Thiệp Tang. Gia đình hướng đạo Việt Nam thành kính phân ưu cùng Tang quyến.